Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với series khủng long Jurassic World của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi Jurassic World. Thì thật với anh em là 10 trên 40.000 và 14.000 trên 30.000 thì nó hơi bị lâu, nên mình đã xây tiếp chục cái nữa rồi. Và hy vọng là tập sau sẽ đủ thôi. Thì cái này cho 3.800 tiếng, cái này cho 4, cái này cho 4.000, 3.000, vẫn 3.000 thôi. Là mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nhân 3, 18.000. 18.000 vẫn chưa đủ. Để thế 18.000 vẫn chưa thể đủ được nên mình sẽ xây tiếp. Trời đất ơi, đời cô liệu quá. Tiếp nhận vườn toàn nhà, toàn công ty của toàn công ty môi giới khủng long. Trời ơi. Nào, bao nhiêu cái là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 3, 24. 24 xem đủ chưa? 24.000 cộng 10.000 vẫn thiếu. Oh shit. Vẫn thiếu anh em ạ. Chẳng biết nói gì nữa. Tại sao nó không thể mua tiền được? Chết cha rồi. Tiền đi hết. Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đấy kiếp sống không tiền không người thân. Rồi. Được rồi, mình đã đụng 2 4 6 8 10. 10 rồi. 30.000 đụng bét nhẹ, bét ta là nhẹ luôn. Đây là 17.000, 30.000 chắc là chỗ này đủ đấy, 800. Xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 64, 64, 64, 64 vẫn chưa đủ. Ê, anh em thông cảm nhé, cái nhiệm vụ này hơi bựa tí. Toàn nhiệm vụ bựa. Dạo gần đây mình thấy kiểu hơi thấy mùi mắm tôm rồi. Hơi thủng thủng khắp khắp rồi, mà toàn nhiệm vụ bựa thôi. Thế nó mới đẳng cấp bro. Bao nhiêu cái rồi nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái. 12 cái. 13, 14, 15. Giải rác quá. 16, 17. 17 cái. 17 cái. Xem nào, 30.000. 15 x 8. Không như 48. 12.000. Cứ hòm hòm rồi. Cũng hòm hòm rồi. Thỉnh thoảng vào đây nháy cái. Nháy cái, đúng rồi. Ok. Ui, super rare này anh em ơi. Chúng ta có thể cơ hội nhận được. Nào, hôm nay chúng ta tiếp tục quất pick no kill with Zin team. Thế thôi, cho em Indominus Rex thôi. Nó sẽ không bao giờ bị đánh bại đâu. Indominus Rex đánh với Razasaurus. Stay alive. Bye bye. Cú đời này, để mình giảm cái loa xuống nhá. Rồi. Rồi ôi mẹ ơi. Aero Titan. Cứ đâm thẳng mà xuyên thủng thôi. Aero Titan này, cứ đâm thẳng mà xuyên thủng, không sợ bố con thằng nào cả. Cứ đâm thẳng mà xuyên thủng, phang hết. Phang từ già tới trẻ, từ bé tới lớn, từ to tới thấp, à từ cao tới thấp, từ phụ nữ mang thai cho con bú đến trẻ em sơ sinh. Con này là nó phang tất rồi. Phang của một cái này. Rồi. Ôi, được super rare luôn này. Mẹ ơi, Zayzian gì đấy. Rồi, Discord rồi. Xem điều kiện là gì đã. Mai có event Monster of the Deep và Better for Survival. Thì anh em nhớ vào check nha. Bật live bên này. Nó sẽ có cụ này. Có lại nước thì dùng cái bay. Bay dùng cái này rồi. Đã nó rồi.
online cả. Mình sẽ upgrade cái con đồ curse kia sau. Đồ curse cũng chẳng khỏe đấy. Áp từ Ankylo lên đồ curse mà. Chắc chắn bọn này đồ khủng long 100% luôn, thề. Lại bảo sai đây. Con này kiếm. Con này level 35. Nó có lấp lánh ở trên mặt và nó đang mang một sát thái 4.000 đam, 4.000 máu và 1.000 ba đam. Mẹ ơi, đánh chân sao? Mày cũng giỏi đấy, nhưng mà tao giỏi hơn. Mày cũng giỏi đấy nhưng mà tao giỏi hơn. Làm sấp đi con. Nhưng mà thực sự thì mấy con này là cái con quý hiếm. Mấy con này mấy con quý hiếm phải nạp rất nhiều tiền và tỷ lệ quay ra rất là thấp. Thế nên là rất là thấp. Mình tự đánh rồi. Sao lại đơ thế này? Điện vào đây mày. Yo. Chết rồi, chết chắc luôn. Bụng ngã rồi. Tego. Ủi đó. Ủi mồm. Bây giờ mà nỡ giết tao không? 4 đam đủ giết đấy. 3 đam. Quả đau thế. Quả đau quá. Anh thì mày vả đau Brutan Ranudon. Giết mày. Bụng ngã đi mày. Con này không fuse được. Nên mình đang tìm một cái con khỏe tí. Mấy con kiểu lấp lánh này nó khỏe quá. Nó lại nước, nó toàn cho lại nước vào. Hãy cho con hiểu đi mua phô đòn rồi này. Là cho con eo đi một phô đòn kìa anh em. Chắc chắn nó dino quáp luôn. Không thể lệch được nữa. Trăm phần trăm. Tôi là những con mò. Vẫn tấn công một phát này con lợn. Mày giỏi lắm con lợn. Mày giỏi lắm con lợn à. Không tao à. Metamorphosaurus. Hai tấn công em cũng chưa được anh đâu. Đấy nó quá biết này mà. Bây giờ mày vả tao đi, mày vả tao một phát thôi. Cảm ơn. Này thì không phòng thủ quá. Này thì không phòng thủ này. Con dây con. Giả dạng ai. Metamorphosaurus. Kiếp trận chiến của những loài động vật quý hiếm. Đây là trận chiến của những loài động vật kiểu như là nó lấp lánh ánh sao ấy. Và nó cực kỳ quý hiếm. Đam cực kỳ to, máu cực kỳ trâu. Động vật quý hiếm. Động vật quý hiếm. Indominus Rex cũng là động vật quý hiếm mà. Nhưng mà nó không phát sáng thôi. Làm cách nào đó để phát sáng đi. Ok. Còn in... Nói chung là cái event này khá là khó. Nếu mà anh em nào không có khủng long khỏe thì nó khá là khó đấy. Có thể được này. Được thì mình chỉ trải nghiệm cho anh em xem thôi. Quyền trải nghiệm thuộc về các anh em cả. Stego. Chắc phải mua $1 để mua coin để anh em biết. Nào. Chắc chắn đổi khủng long. Rồi biết ngay mà. Có chim gì kìa. Xấu. Vĩnh biệt nhá. Xuống ruộng làm. Cái event này là một cái event cực kỳ khó. Mình nhắc đi nhắc lại là cực kỳ khó. Cực kỳ khó luôn. Bởi vì là nó toàn bộ những cái con mà nó thuộc dạng đẳng cấp quý hiếm và đại gia thì mới mua được. Và nó sẽ phải chết ngay bây giờ đây. Mày nè.
phán xem nam nó bị giảm rồi đấy. Đây là con này nó có bị giảm một nửa số đam cơ. Đáng lẽ đam con này phải 1.600. Rồi buồn. Nó crit đam đấy anh em ạ. Nó không phải chết được mình đâu. Nào Stegoceratops hãy chứng tỏ sức mạnh của mình đi. Ok, chúng ta được một cái pack Dolichov. Cái gì đấy? Mình được một con Dolichov này, không biết nó đã unlock chưa. Nó đã unlock được. À đây rồi, unlock luôn rồi. Mình có rất nhiều khủng long đây. Google sau đất có 2 con rồi. Up cả. Up con Google. Mình chỉ cần một con Google nữa là Google sau đất của mình lên level 4 ngay. À lên level 6 sao ngay. Em thấy chưa? 2 Google rồi. Một Google nó ra đời nào. Con Gogo sau đó này thì nó cũng lấp lánh ánh sao. Và mình muốn lai tạo với một con gì đấy. Xem nào. Để xem Gogo sau đó nó mới lai tạo với con gì nha. Gogo sau đó. Hai bớt. Gogo. Đây. Gogo Searchers. Nó lai về Cabo Searchers. Con Nasus. Nó sẽ con này. Con đang khá to đấy. Vì nó có một con Legendary lấp lánh mà. Thì Dominus Black thì bé nó lai được T-Rex và con Utahraptor. Ôi, Velociraptor. Nên hơi cù, nó không lấp lánh. Quất con này đã. Ôi, thì hai bà cháu cánh tem vậy. Hai bà cháu gen lai tạo. Rồi, Indominus Rex đánh với Pachycephalosaurus. Chuyện quá. Đáo cái nào này, con kia là con Giga rồi. Con Giga cũng super rare. À, Raja Saurus à? Nó trông giống Giga ấy nhỉ. Con mày làm gì tao? Cũng ghê đấy. Có ký trước của con anh hùng. Nhưng mà anh hùng chết nhảm. Anh hùng chết nhảm thì cũng không gọi là anh hùng được. Anh hùng chết nhảm. Ồ, Tyrannosaurus Rex à? Xin chào người bạn cũ. Bạn có nhận ra mình, bạn có ngửi thấy gen của bạn ở trong người mình không? Vì mình chính là bạn. À rồi. Hình như là có mỗi con T-Rex lại với con Raptor là nó được sở hữu hình dạng khổng lồ của con sở hữu hình dạng khổng lồ của con T-Rex và nó không bị thu nhỏ lại như con mấy con khác. Mấy con khác thường lại với Raptor thì nó chỉ có thu bé đấy thôi. Thì còn Spino anh em nhìn nhá. Em nhìn đây, mình sẽ cho Spino sau rú Lai tạp với con kia. Đây nha anh em nhìn nhá. Spino gió to. Ông kia gió bé, xong cùng ra con gió bé. Không hiểu lai tạp gì. Con này thì là chỉ là super rare thôi. Super rare. Rồi Spinoraptor, mặt nhìn như con vừa phê cần. Mẹ ơi. Xem nào. Tùy vào cái lượng gen mà mình mua thì con này sẽ khỏe như thế nào. Ankylodocus chắc chắn mạnh hơn con Stego rồi, tí nữa mình sẽ nuôi. Con Spinoraptor đấy, super rare mà, biết ngay mà. Nhưng mà nó sẽ có lợi ích cho event của mình. Xem bao nhiêu đam này. 2.000 cũng được. Một cũng trâu. Đối với cái loại ấy là được rồi. Con này 3.000, 4.400. Labithinosaurus. Mình có con Labin. Lốc bằng Con này là Common. Xem có Legendary cơ. Đây con này. Mình muốn hệ cỏ cơ. Hệ cỏ không có con Legendary này. Tại sao không có Legendary nào? Con hệ bay Cano Raptor kìa. Đấy lại Cano Raptor. Toàn live Raptor và lấy hình dáng của Raptor luôn. À đây rồi. Unirinchus. Xem nào. Unisaurus và Rhamphos. Ôi dồi ôi. Lấy đâu ra con Unai. Xem Unai là con mẹ gì nào. Unisaurus. Con
này chắc con hệ thịt rồi. Hệ thịt. Xem nào, sẽ có con Unai sau đất trong này không? Super sau đất. Em Unai đâu rồi? Đây đây. Boy đẹp trai, boy đây. Boy này đã có chuồng chưa? À có chuồng rồi. Trong này à? Có hai con rồi, vậy là mình chỉ có một con nữa là mình đủ. Xem con kia ở đâu này. Con kia nó là con gì? Để mình còn tìm luôn. Roham for Rinsjus. Roham à? Con này con mẹ gì nhỉ? Bay à? Pelican kìa anh em. Ở đây. Đây, ui, complete stack 67. Hơi bị lâu đấy. Ok. Thì chúng ta đã hoàn thành rồi. Hôm nay thì hơi ít kinh nghiệm, video hơi ngắn là bởi vì là cái nhiệm vụ này nó hơi bựa. Quá bựa. Thì mình xin lỗi anh em nha. Lần sau mình sẽ làm mình làm xong nhiệm vụ thì mình sẽ tiếp tục quẩy cái series này. Không phải là cái series này ngắn đâu. Không phải cái tập này ngắn mà là cái nó quá ít, bắt buộc phải ngắn thôi, chứ mình cũng không muốn làm ngắn lắm. Rồi, lần sau vào sẽ thu hoạch được. Ok, thì để ủng hộ mình làm tiếp với clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cũng như ủng hộ mình trong tiếp quãng đường tiếp theo nha. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau và cảm ơn anh em rất nhiều.